chính có trong bản tin ngày hôm nay: vòng 19 La Liga, Espanyol đánh bại Valencia ngay trên sân khách. Trước vòng 21 Premier League, Man City hay Arsenal sẽ chặn đà thăng hoa của đối phương. Đội tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ được đề cử vào danh sách bình chọn của AFF Cup 2020. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã cùng đến với bản tin Thế giới thể thao ngày 1 tháng 1 năm 2022 của kênh On Sport và On Football thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Nhân dịp ngày đầu tiên của năm mới, cho phép tôi và những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Thêm một điều nữa là hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường phía trước.